Hello, xin chào các bạn. Cơ sở điện tử Hải Tâm hôm nay xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn cái dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn 3D panoramic camera này nhé. Với cái dòng sản phẩm camera bóng đèn mới nhất năm 2021 này thì các bạn có thể quay hình ảnh 360 độ, khung ảnh panoramic toàn diện. Đấy, có thể bóng đèn sáng thấp như bình thường. Camera xem kết nối điện thoại xem từ xa qua điện thoại với chất lượng hình ảnh full HD. Đó. Các bạn có thể điều khiển tất cả mọi thứ qua điện thoại của mình, có thể đàm thoại hai chiều, có thể nghe gọi qua bóng đèn bình thường. Đấy, chất lượng hình ảnh ok, âm thanh ok. Giúp các bạn có thể quản lý, giám sát gia đình mình hoặc là cái nơi mình muốn theo dõi. Rất là hợp lý. Đấy, thì các bạn nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn thì hãy liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0942262345 các bạn nhé. Đây chính là vỏ hộp sản phẩm này. Đấy, dùng camera dùng app Yossi nhé. Model là DP01GBK. Đấy. Cái ứng dụng trên iOS các bạn có thể quét ở đây và ứng dụng trên Android các bạn có thể quét ở đây. Các bạn quét ứng dụng Yossi để dùng nhé. Đây. Bóng đèn sẽ được kết nối qua điện thoại thông qua Wi-Fi. Đó. Ok, đây, app Yossi đây các bạn nhé. Đây mình sẽ mở sản phẩm ra này. Đó. Đây chính là sản phẩm của mình. Ok. Sản phẩm được gói bọc rất là kỹ nhé. Đây. Bóng đèn panoramic full HD quay 360 độ nhá. Mắt cam đây. Mắt cam cầu lồi quay 360 độ rất là nét. Ngoài ra, ngoài bóng đèn thì phụ kiện của nó sẽ gồm một cái đuôi đèn để các bạn xoáy vào đây. Đuôi này là đuôi tròn nhé, nhà ai cũng vừa. Khi các bạn nhà bạn mà có đuôi rồi ấy, các bạn chỉ cần về xoáy bóng đèn này vào là dùng được luôn. Đó. Kèm theo sẽ là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Yossi Max Camera. Đây là cái que để các bạn reset nhé. Đây, và bên trong sẽ kèm thêm cho các bạn hai con ốc vít để các bạn có thể vít được này vào, vít cái đuôi này vào. Đấy. Cái đuôi này các bạn về đấu điện và hai đuôi này là xong. Nói chung là cái này rất đơn giản thôi. Đây mình sẽ bỏ phụ kiện sang một bên để mình hướng dẫn các bạn sử dụng. Đấy thì ở nhà mình thì cũng mình đã có một cái đuôi sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ xoáy đuôi vào và hướng dẫn các bạn sử dụng. Trước tiên đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng thì mình xin nói qua những cái chức năng trên cái phần camera này. Đây sẽ là mắt camera. Cầu lồi quay 360 độ. Đây chính là loa để giúp các bạn đàm thoại hai chiều. Đây là nút cái báo đèn để cho các bạn biết là camera hoạt động hay không. Đây cái lỗ con này thì nó sẽ các bạn nhìn sẽ thấy cái nút reset, chữ reset đây. Là mỗi lần các bạn muốn kết nối xem từ xa hoặc là mang đi một nơi mới thì các bạn lên reset nó đi. Và trong hộp sản phẩm thì nó kèm theo cho mình một cái que để các bạn reset rồi nhé. Bên cạnh đó thì ở sờ này nó sẽ có thêm các bạn một cái khe cắm thẻ nhớ. Khe cắm thẻ nhớ thì tối đa là 128GB. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái thẻ 32GB vào này. Đấy, các bạn lắp theo chiều như này cho mình nhé. Đó. Đây thì các bạn có thể lấy cái tâm các bạn ấn vào hoặc là mình lấy cái đầu bút mình ấn vào. Đấy, đây. Ấn nó kêu tạch một cái là được các bạn nhé. Đó, tạch một cái là cái thẻ nó bám luôn ở bên trong này rồi. Ok, thì đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái đuôi đèn rồi. Mình chỉ cần xoáy vào là sử dụng được luôn nhé các bạn nhé. Rất đơn giản, các bạn nhà các bạn tất cả các đuôi đèn tròn này là bằng nhau hết nhá. Các bạn về các bạn chỉ cần xoáy đuôi đèn vào là xong. Đấy. Ok, khi xoáy vào thì đèn nó sẽ sáng như này. Là vào điện và sử dụng được luôn. Các bạn thấy chưa? Ok nhá. Thì bây giờ trong thời gian đợi nó kết nối thì mình hướng dẫn các bạn tải cái ứng dụng Yossi về máy nhá. Các bạn nào mà dùng máy iPhone thì các bạn vào App Store. Các bạn ghi chữ Yossi, Yossi. Đây, tìm kiếm. Đó, thì các bạn tải cái đầu tiên vào cho mình. Thì điện thoại mình đã tải sẵn rồi. Đây là đang chờ kết nối thì bóng đèn sẽ kêu nhé. Còn khi các bạn sử dụng thì nó sẽ không kêu. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ vào Yossi. Đây, mình đã tải cái Yossi về rồi đây. Ấn vào cái Yossi. Ấn vào cái Yossi thì
Bây giờ mình sẽ, các bạn muốn thêm camera các bạn ấn vào cái dấu cộng nha. Đó, sau bước tiếp theo các bạn ấn vào kết nối mạng nhanh. Ấn vào kết nối mạng nhanh. Đấy, thì ở cái phần này thì sẽ có một cái dòng trên là tên wifi và dòng dưới là mật khẩu. Thì các bạn nhập cái tên wifi ở nhà mình và nhập mật khẩu của nó vào. Sau đó các bạn ấn chữ tiếp tục. Đó, sau khi ấn xong tiếp tục thì các bạn ấn cho mình nghe thấy tiếng du du. Đó, thì bước 2 là kết nối mạng. Thì các bạn đi ấn chữ đi đến kiểm điểm nóng AP nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ vào phần wifi cho mình. Đấy, cái bóng đèn này nó sẽ phát ra cho mình một cái dòng wifi mã là GWAP. Các bạn chỉ cần ấn vào cái dòng wifi của cái bóng đèn phát ra thôi. Đợi cho nó kết nối, sau đó các bạn quay trở lại cái ứng dụng Yossi là được nhé. Đấy, nó đã kết nối tích rồi đây, các bạn nhìn nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ứng dụng Yossi đây. Đấy, thì nó sẽ tự động kết nối cho mình. Ừ. Các bạn đợi. Đang kết nối. Đấy. Vui lòng chờ đợi. Bóng đèn sẽ báo cho mình là đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Thì các bạn chỉ cần kết nối thôi. Đấy, thiết bị đã tải lên, tức là đã kết nối thành công. Bây giờ các bạn sẽ đợi khoảng 30 giây đến 1 phút để cho nó kết nối thành công là ok. Thiết bị đã tải lên là đã kết nối được rồi nhé các bạn nhé. Đấy, thao tác chỉ cần như vậy thôi. Các bạn nào mà mua sản phẩm bên mình thì hãy xem hết clip này thì các bạn sẽ biết cái cách sử dụng rất là đơn giản. Đợi mất 1 đến 2 phút nhé, vui lòng các bạn chờ đợi. Nói chung là dễ sử dụng lắm. Cái bóng đèn này xem từ sao điện thoại, đàm thoại hai chiều các kiểu luôn. Đây thì mình sẽ đặt cho nó là ở nhà phòng hành lang chẳng hạn này. Thì các bạn đã đặt ngoài hành lang là các bạn có thể quay được toàn bộ khung cảnh nhé. Các bạn ấn nút xác nhận kiểm tra thiết bị. Ok, thì đây mình sẽ xem này. Đó, đây các bạn nhé, đây đang quay rồi đây, 360 độ đây, hình ảnh này mình có thể di chuyển đây. Đấy, các bạn có thể nó cho mình nhiều chế độ xem nhé. Đây, các bạn muốn xem nhiều các chế độ thì các bạn ấn vào cái hình cái mắt này, nó sẽ có là 4 chế độ này. Xem ở 4 màn này, đây 4 màn như này, mình có thể di chuyển được hết 4 màn. Đấy, hoặc là ấn vào xem 2 màn thôi. Đấy, 2 màn thì các bạn có thể xoay các kiểu luôn đây. Đó, hoặc là các bạn có thể xem 1 màn, 1 màn thì các bạn có thể di chuyển như này, di chuyển hết luôn. Đó, thấy chưa, đây là quay 360 độ hình tròn đây. Đó, các bạn thấy rõ không ạ? Đây, mình sẽ quay lên cho bạn xem nó. Đây là sẽ quay được toàn diện cho bạn xem luôn nhé. Đó, đây, di chuyển được hết. Hoặc là kéo phóng to ra được nhé. Đây, phóng to ra thì các bạn sẽ như này. Ok, thì cái bóng đèn này như mình nói thì nó có thể thắp sáng được như bình thường nhé. Đây, thắp sáng, các bạn muốn thắp sáng các bạn ấn vào cái bóng đèn này cho mình này. Đấy, thì nó sẽ sáng, buổi tối nó sẽ sáng như này. Và buổi tối không cần đèn này thì nó vẫn quay được bình thường nhá, vẫn quay được bình thường hết. Tắt đèn đi thì các bạn ấn vào cái góc này thôi. Các bạn nào mà muốn nghe âm thanh của nó này thì ấn vào đây. Đấy, đây là nghe âm thanh. Còn khi hai thiết bị này gần nhau thì nó sẽ bị xung đột âm thanh nên mình không để nghe nhiều. Nghe nhiều thì mình nó sẽ bị xung đột âm thanh. Còn trong cái thời gian các bạn sử dụng, các bạn để bóng đèn một nơi, điện thoại một nơi thì các bạn nghe rất là rõ. Hoặc là các bạn có thể ghi âm, quay phim này, lưu hình vào bộ nhớ điện thoại này, hoặc là đàm thoại hai chiều ghi âm. Hoặc là đàm thoại hai chiều các bạn ấn vào đây. Alo. Alo. Đấy. Đấy các bạn thấy không ạ? Nó sẽ bị xung đột âm thanh khi để hai thiết bị sát nhau như thế. Nên mình chỉ giới thiệu các bạn các nút chức năng thôi. Khi các bạn sử dụng, các bạn có thể sử dụng cái đấy. Đấy, hoặc là các bạn có thể xem 4 camera một lúc thì bằng cách ấn vào đây. Đó. Các bạn có thể xem nhiều camera một lúc thì ấn vào đây. Ví dụ các bạn mua 4 cái bóng đèn để mỗi nhà một cái thì các bạn ấn vào đó. Rất là đơn giản và dễ sử dụng thôi. Còn các bạn nào muốn xem lại các hình ảnh lưu trữ thì các bạn ấn vào cái chỗ xem lại cho mình này. Đấy, thì các bạn có thể xem từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Đây là máy mới thì nó chưa có gì để các bạn xem lại nhé. Đấy, phần đám mây, còn phần nội dung tự quay các bạn ấn vào đây. Đấy, là cái phần nội dung tự quay là cái phần mình ấn vào đây này. Đấy, là nó ghi là phần nội dung tự quay. Còn ở cái phần cài đặt
nó sẽ có một phần cài đặt nữa này. Đấy, thì các bạn có thể cài đặt thời gian, múi giờ này, cài đặt hình ảnh và âm thanh này, đấy, âm lượng bao nhiêu này, to hay nhỏ. Đấy, thiết lập ghi hình này. Ví dụ là có người đi qua thì nó bật cái chế độ tự động ghi hình chẳng hạn đấy, hoặc là cài đặt ánh sáng. Cái này thì tất cả bằng tiếng Việt hết, thì các bạn nào muốn tìm hiểu cái nào thì các bạn cứ ấn vào để tìm hiểu thôi, rất dễ sử dụng. Còn mình đã hướng dẫn các bạn cái cách làm sao mà để kết nối được cái bóng đèn camera một cách đơn giản, dễ dàng và hiệu quả nhất có thể, để khi các bạn sử dụng không có vướng mắc gì. Đó, cũng như là mình đã test cho các bạn xem cái chất lượng âm thanh hình ảnh của cái bóng đèn này nó rất là ok rồi. Thì các bạn nào đang có nhu cầu mua cái bóng đèn camera này thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại của Zalo 0942262345. Mình sẽ tư vấn kỹ hơn, sâu hơn cho các bạn. Và cái dòng sản phẩm này mình có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình xem hàng và thử hàng trực tiếp. Các bạn ở xa mà muốn mua hàng thì mình có thể gửi qua đường bưu điện hoặc đường xe khách cho các bạn. Tất cả sản phẩm bên mình các bạn trước khi thanh toán tiền đều được bóc hàng ra kiểm tra và test thử nhé. Các bạn dùng đúng 100% như video hướng dẫn này thì các bạn mới thanh toán tiền. Và khi các bạn mua hàng thì mình sẽ kèm thêm cho các bạn một cái mã QR góc này để cho các bạn. Khi bạn nhận hàng các bạn chỉ cần lấy điện thoại ra, bật phần máy ảnh Zalo lên, quét cái mã QR thì nó sẽ ra luôn cái video hướng dẫn này của mình ở bên trên cái hộp sản phẩm để các bạn có thể làm theo và test hàng luôn cho nó nhanh các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cho mình qua Zalo số điện thoại 0942262345 và đăng ký ngay kênh YouTube đang phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi các bạn mua hàng nhé. Ok, xin chào các bạn.